Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 171 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha à, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 171 chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì hướng gặp chủ nhân của Quy Đạo Ngọc Bàn là Tạo Hóa Chí Tôn Hữu Ứng đã giúp hắn loại bỏ đạo khóc và từ chỗ của tạo hóa chí tôn đã biết rất là nhiều chuyện về thanh quyền chí tôn. Rồi sau khi tiễn tạo quán chí tôn đi, thì Hữu Ứng bắt đầu độ kiếp phi thăng ở trong hắc ám nhân gian. Thì cuối cùng hắn cũng đã độ kiếp thành công. Nhưng mà trên cái con đường đi đến thiên tiên giới, thì hắn chợt thấy được Phật tổ và chư Phật. Sau đó lại bị Phật tổ và chư Phật làm cho lệch hướng cái hào quang phi thăng trở lại địa tiên giới nhân gian giới nhưng mà cuối cùng hứa ứng quyết định là không đi tới chỗ nào hết mà là đập nát hậu quang phi thăng rơi xuống thiên hải sau đó lại tự mình đi về tới tiên đình rồi uh, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đại hữu cùng theo dõi nội dung của tập 171 của bộ truyện trạch nhập phi thăng của tác giả trạch chứ các đạo hữu nhớ nhấn like share comment và đăng ký kênh ủng hộ thiện nha đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha phân thân của mạnh bà hóa thành một thần nữ có dung mạo động lòng người đuổi tới đẩu bộ cầu kiến hứa tỉnh hứa thiên tôn tiên giới vốn độc lập với bên ngoài chư thiên vạn giới cao cao tại thượng hiện tại đã về cùng một giới với chư thiên vạn giới đều là địa tiên giới lúc trước nhân viên đẩu bộ qua lại đều là tiên nhân mấy năm gần đây bởi vì tam giới triều tịch có nhiều luyện khí sĩ đã chạy tới hỏi thăm cho nên mạnh bà thần nữ đã đến gặp hứa tỉnh cũng không bị kiểm tra gì nhiều mạnh bà thần nữ nói rõ ý đồ của mình đến nguyên quân hạ giới chinh phạt tứ đế chỉ sợ là tứ đế sắp sửa gặp nguy rồi tứ đế và hứa công tử có giao tình không biết có thể làm phiền hứa công tử ra tay hay không hứa tỉnh nói nghịch tử không có ở nhà Nó đã đi tới thăm mẫu thân của nó rồi Nếu mà cái chuyện khẩn cấp như vậy Ta sẽ tự mình đi tìm nó Mạnh bà Ngươi cứ về âm phủ đi Cứ tìm hiểu tin tức trước đi cái đã ứng bây giờ vẫn còn mang tội Mặc dù đã có công rất là lớn Trong đúng dẹp loạn thiên tôn Nhưng mà một ngày tiên đế không đặc xá Y vẫn còn mang tội trên thân Bởi vậy Hứa Tĩnh vẫn gọi hứa ứng là nghịch tử. Mạnh bà thần nữ đáp lời Lập tức hạ giới Hứa tỉnh đi vào vị ương cung của tiên đình Làng tử anh Mẫu thân của hứa ứng Cũng được tiên đế chí tôn nhận làm nghĩa nữ Ban thưởng ở vị ương cung Thời gian trước Hứa ứng gây chuyện Đánh chết mấy cái tên tiên nhân Nghe nói là đệ tử cửu ưu đế Thế lại đến vị ương cung để tránh né Miễn cho cửu ưu đế tìm đến nhà để trả thù chỉ có điều cái tòa cung điện này tên là Vị Ương Không khỏi khiến y nhìn vật mà nhớ người Từ khi y phi thăng đến địa tiên giới cho đến nay Cũng đã nửa năm rồi Trong khoảng thời gian nửa năm này Tu vi cảnh giới của hư ứng hắn là tuần tự vượt qua nhân tiên cảnh Địa tiên cảnh Và tiến vào trong thiên tiên cảnh Nhân tiên cảnh Chủ tu là lục tiên chi vực Hắn đã sớm tu thành Hơn nữa mở rộng lục tiên chi vực Là tiên chi vực Ở cảnh giới này Chỉ có là hơi mài dỗ liền trực tiếp tiến quân đến cảnh giới tiếp theo Địa tiên cảnh Chủ lực chính là lục vực nhất thể Luyện lục vực Làm đạo vực Có lẽ ba năm trước Đã tu thành thập vực nhất thể Luyện thập vực làm thái nhất Cái gọi là lục vực Chính là chỉ hoạt tính Thần thức, nguyên khí Hồn lực, âm dương Tâm lực, còn thập vực thì lại thêm vào trong sinh tử, đạo lực, hư không cùng với hổ nguyên. Bởi vậy cảnh giới địa tiên cảnh này, đối với hướng mà nói, cũng chỉ là bình thường thôi. Bất quá, địa tiên cảnh cần luyện đạo tượng thành đạo tắc, đạo tắc thành tiên đạo pháp tắc, cũng tức là tiên đạo phụ văn. Cái này lại hơi khó. Bởi vậy y đã tốn thời gian 4 năm tháng mới dần dần tinh luyện hết đạo tượng của mình, quá thành tiên đạo phù văn. Lúc này mới tiến vào trong thiên tiên cảnh. Thời gian nửa năm liên tục vượt qua hai đại cảnh giới là nhân tiên, địa tiên tiến vào cảnh giới thiên tiên. Cái phần thành tựu này đúng là kinh thế hải tục. Bây giờ y bị vây ở bước luyện đạo vực thành đạo tràng. Đạo vượt luyện thành đạo tràng thì gọi là thiên tiên cảnh. Y đã có được như ý đã la đạo tràng. Chỉ có điều cái tòa đạo tràng này dù sao cũng là đồ của tạ kim tiên, tiêu lăng sơn. Hứa ứng còn phải luyện nó thành đạo tràng của mình. Như thế mới có thể vượt qua cảnh giới này. Đợi vượt qua cảnh giới này, y sẽ là tiên vương. Pháp bảo cửu đại cảnh giới đã không giúp ích gì được nhiều nữa cho y trong khoảng thời gian nửa năm hứa ứng trở lại địa tiên giới này đã tới gặp hứa tỉnh lại đi tới vị ương cung gặp mẫu thân lan tú anh trong lòng bình thản trước nay chưa từng có lần đầu tiên y yên tĩnh lại tận tình hưởng thụ cuộc sống y cũng chưa từng chân chính được hưởng thụ cái tình yêu thương của phụ mẫu vậy cho nên lại càng trân trọng cái khoảng thời gian này hơn lan tú anh đang cùng với đám người thần bà cô xạ và viên thiên cương nghiên cứu long thiên hỗn đạo thuật số cái môn thuật số này cực kỳ thâm ảo huyền diệu là do đệ nhất thần toán thanh mộc phong của long tộc ngàn vạn năm trước sáng tạo ra có thể thôi diễn tương lai ngàn vạn năm sau mấy người bọn họ đều là thần toán ý đồ thông qua các môn công pháp này thôi diễn ra một cái môn pháp môn có thể tính toán đến trí tương cảnh nghiên cứu hướng lâu như vậy thành tựu của bọn họ cũng không hề nhỏ hứa ứng thì ở trong thư phòng cầm bút luyện chữ bên cạnh còn có hai cái cung nữ một người thì chặn giấy một người thì đẩy nghi mực. hứa đại công tử kiếp trước văn thao võ lược mọi thứ đều tinh thông nhưng mà ở kiếp này thì là là viết chữ lại không ra gì y cũng hiếm khi có thời gian để luyện chữ tập trung tinh thần viết cũng rất là nghiêm túc Hai cung nữ thấy y tập trung như thế Thì lặng lẽ vui đùa ở một bên Ngươi thì bôi mực lên mũi ta Ta thì vẽ lên mặt của ngươi một đường Không cẩn thận làm đổ cái nghiêng mực Làm bẩn tờ giấy viết chữ của hứa ứng Hai cung nữ thấy mình đã gây nên tai quả Quảng sợ dội vàng chạy ra bên ngoài Hứa ứng thì đuổi theo ở phía sau rượt đuổi một hồi Lại chạy đến một cái căn phòng ngủ Hai cung nữ nằm trên chiếc giường mềm mại như là mây kia Xấu hổ khép nép nhìn hứa đại công tử Cười duyên nói Bị công tử đuổi kịp rồi Là không có chỗ nào trốn nữa Phải làm sao bây giờ đây Hứa đại công tử Tâm thần rung động Lúc này tâm quyết lại dâng chào Biết là cái đám người thần bà đang tính chính mình Bèn chế đại cảm ứng của bọn họ Âm thanh của Lan Thú Anh chuyển tới Cười nói a <laughs> à, ứng ngươi không cần luôn chiêu chọc các nàng như vậy chọc người ta rồi lại không cưới thì phụ thân ngươi tới thấy ngươi hỗn dữ như vậy sẽ đánh gãy chân của người đó hứa ứng bỏ lại hai cung nữ kia đi ra cười nói <cười> phụ thân đã mặc kệ ta rồi lão ta ước gì ta sớm cưới cho lão một cái cô con dâu đó chứ lần thứ anh nói tử đồng tiên tử bây giờ đã được phong làm tử đồng nguyên quân ở lại đồng thiên cung người cưới tới đó cầu hôn là được mấy ngày trước đây ngươi còn đánh chết mấy đệ tử của cửu u đế không phải là vì hắn đi quấy rối tử đồng nguyên quân sao hứa ứng mỉm cười lắc đầu nói <laughs> người người ta muốn cưới không phải là nàng ta lan tú anh suy từ nói chẳng lẽ là quả bộ thiên tôn lý từ tuyết sao ta nghe nói trước kia các người có qua có lại nàng ta ở quả bộ thiên phủ thiên cung người cũng có thể tới đó cầu hôn chắc chắn nàng ta sẽ không cử tuyệt hứa ứng lại lắc đầu một lần nữa lần thứ anh lại suy đoán chẳng lẽ là minh hà nguyên quân hả ta nghe nói trước kia các người cũng có qua có lại hay là thanh hà nguyên quân là mũi mũi của tử hà nguyên quân sao Ừ, nếu như là Nguyên Quân Linh Tố thì khó đó. Nàng ta có gian tình với trường sinh đế. À để đã, không phải là thả di đế đó chứ. Ừ, thả di đế này không được đâu. Tao đánh không lại nàng ta. Hứa ứng đau hết cả đầu, vội vàng nói. Ê, hey, mẫu thân à, đừng có đón bừa nữa. Những cái nữ tư này đều rất là tốt, nhưng mà ta ưng không thích. Hứa tịnh đi tới, vội vàng, nói. À ứng, ừ mình bà đến đây cầu cứu nói là nguyên quân linh tố tới âm phủ bình định Tử đế gặp nguy hiểm rồi hứa nghe vậy thì nghiêm mặt nói Tử đế là bằng hữu của ta có ân cứu mạng và bồi dưỡng ta bọn họ gặp nạn ta nhất định phải tới đó một chuyến nói xong dưới chân cô yên ngừng lại một lát thân hình biến mất không thấy đâu lại là trực tiếp từ tiên giới chìm xuống cõi âm thần bà nhíu mày muốn đuổi theo hứa ứng nhưng mà hứa ứng đã rời đi Đành phải thôi Vừa rồi ta tính ra được tiên chủ Cũng không tính ra được hắn đang làm gì Chẳng lẽ tiên chủ đã tồn tại Giống như là một chiếc tôn rồi sao Nó còn kém xa lắm Lan Tú Anh cười Nói <cười> Vừa rồi Nó định hôn tiểu cô nương người ta Sau khi bị người tính toán Thì tâm quyết dân chào có cảm ứng Nhưng mà ta mượn cái lỗ hổng tính toán của người cũng tính toán được nó nó cũng không có ngăn được bị ta nói một câu làm cho dục quả tắt lụi nếu nó có đạo hạnh chí thôn ta cũng không thể nào tính chuẩn được nói không chừng đã có thể để cho nó đắc thủ rồi Tiền đế cũng sẽ có cơ hội để thêm hai mắt vào chỗ đó thần bà hiểu ra cười nói <cười> mặc dù ta tính không chuẩn tiền chủ nhưng cũng có thể tính được nguyên quân Mục đích của nguyên quân chuyến này là một cái cớ bình định, tạo thế cho chính mình. Bây giờ tiên đế không ở tiên định, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định với đế dị, muốn làm nữ đế đó mà. Sưng đế không phải là trò đùa. Nếu muốn sưng đế, chứ tiên phải có uy danh sưng đế. Tỷ nhiên lúc này hứa ứng muốn sưng đế, sẽ không ai thèm để ý đến y, chỉ là tự biên tự diễn, tự mình dơ cờ phong mình là đế cuối cùng lại bị người khác tiêu diệt trở thành trò cười tiền đế chí tôn kế thừa đế vị chính là danh chính ngôn thuận hắn là đệ tử của tiên đế thanh huyền sư xuất danh môn năm đó lại theo thanh huyền cùng nhau phấn đấu vì tiến định lập ra công lao cực là lớn có uy danh rất là lớn lại thêm những người khác từng đi theo thanh quyền Dành thiên hạ tiến cử hiện tại các bên đều là thỏa hiệp mọi người thừa nhận thì mới có thể kế thừa đế vị cái người năm đó cùng với thanh quyền giành thiên hạ xưng đế cũng chính là danh chính ngôn thuận có danh vọng lớn lao chỉ có điều bọn họ đều là dần dần bị xử lý hoặc là mất tích bởi vậy nên mới nói có thể là đến phiên tiên đế chí tôn về phần những cửu thiên đại đế như là trường sinh đế, thanh hoa đế. Năm đó bọn họ cũng có công lao mở mang tiên giới, nhưng mà danh vọng không đủ để xương tiên đế. Chỉ có thể có danh hiệu mà không có thực quyền. Mặc dù nguyên quân có danh tiếng không nhỏ, là nữ tiên đứng đầu, nhưng mà so ra danh vọng vẫn thua kém tiên đế chí tôn. Cưỡng ép sương đế nhất định sẽ bị mọi người đứng dậy chỉ trích. Cho nên, nàng ta nhất định phải chuẩn bị chút công lao cho bản thân mình. Âm dương lượng giới sát nhập chính là do nàng ta âm thầm thao túng, lệnh cho Ngọc Hồ chân nhân đi làm. Nguyên quân đã tính toán hơn 6 vạn năm vì hôm nay. Bây giờ chính là thời khắc thu hoạch. Hứa tịnh nói Dạng giới sắp nhập Công dân của dạng giới khó thoát khỏi tài kiếp Bây giờ cõi âm cũng đã sắp nhập với dương gian tạo thành cái cục diện âm dương lưỡng giới rất khó mà chia cắt mỗi khi bằng đêm thì cô hồn giả quỷ cũng sẽ tung hoành khắp cả dương gian thi nhau hại người do người bắt chẹt cung phụng khiến cho muôn dần thàn quán nếu như mà nguyên quân thật sự có thể bình định cõi âm quản lý của âm ngay ngắn rõ ràng chắc chắn uy danh của nàng ta sẽ tăng lên rất nhiều chúng suy nở địa tiền giới nhớ điểm tốt của nàng ta đương nhiên là sẽ có danh vọng sừng đấy Làng Tiểu Anh nói Mục đích của nàng ta Không chỉ là ở cõi âm của chư thiên dạng giới Mà còn là cõi âm của tiên giới Cõi âm của tổ định Nàng ta dự định lấy tiên thay thận Quý bỏ thận chức Thay vào đó là tiên Để cho tiên lên trưởng quản cõi âm Hứa tỉnh kinh ngạc Nói Nguyên quân này tính tốn hay thiệt Để cho tiên nhân trưởng quản cõi âm Sẽ khiến cho tiên nhân nghe theo mệnh lệnh của tiên đình không đi thuận theo thiên đạo mà là đặt cõi âm vào trong tầm khống chế của tiên đình nhưng mà nếu kéo dài như vậy thì sẽ tức sinh ra thối nát không theo thiên đạo chỉ làm việc dựa theo tâm trạng của người cầm quyền chắc chắn sẽ dẫn đến bất công làng tu anh nói nhưng lại có thể tay cầm quyền cao thứ nguyên quân muốn chính là cái quyền lực này thần bà nói năm đó sau khi luân hội nữ đế chết, luân hội rơi vào trong tay của tiên đế, thế cho nên mới có thể an bài đầu thai chuyển thế. Nếu là con cháu của tiên gia, sau khi chết có thể an bài đầu thai vào một gia đình tốt, tư chất ngộ tính, cân cốt đều là đỉnh cấp. Vậy sau khi sinh ra đã là thiên tài. Nếu là kẻ thù, sau khi đưa đi đầu thai sẽ chịu tra tấn. Nếu như vậy, ngay cả đầu thai cũng sẽ không công bằng nữa. Lan Thú Anh lại nói. Sau khi nguyên quân lấy tiên thay thận, Hệ quả này sẽ càng ngày càng tồi tệ Kẻ phản đối nàng ta xuyên đế Ngay cả đầu thai cũng không được tốt Sau khi nguyên quân dùng nhân xâm đạo quả Đã làm một nửa đại la kim tiên Nàng ta lại có trường sinh đế làm chỗ dựa Chắc chắn lần này sẽ không từ bỏ mưu đồ ối cõi âm đâu Nàng cười, nói <cười> Có điều, tiếp lại không lo cho an nguy của hứa ứng chút nào cả. Nguyên quân tuy mạnh, nhưng mà ứng nhi lần này tới nhân gian giới trở về cũng không kém cạnh gì. Nửa vị đại là kim tiên có lẽ còn đối phó được. Hứa tỉnh lưu lại, nói nhỏ. Có phải phu nhân cũng phát hiện ra tính cách của ứng nhị đã khác với lúc trước hay không vậy? Làng Thú Anh liếc nhìn hắn một cái, nói. Dù nó biến thành thế nào đi nữa thì cũng là nhị tử của thiếp cũng là do thiếp hoài thai 10 tháng sinh ra ta biết hứa tỉnh nói ý của ta là tính cách của nó hơi khác so với bốn dạng tám ngàn năm trước chỉ tiêu gì thực lực của nó bây giờ đáng lý có thể luyện quá phong ấn của đế quân rồi đúng không nhưng nó vẫn chưa nhớ lại ký của lúc trước có phải nó đã bị đọt xá rồi không vậy? Làng thủ Anh lắc đầu Nói tôi cung điện này của ta Được đặt tên là cái gì Hứa tỉnh không hiểu ý của nàng Nói Dị ương cung Nàng hỏi cái này làm gì Cái tên dị ương cung này Là do Minh Tôn đặt Lại để ta ở chỗ này Lần đầu tiên ứng nhi tới dị ương cung Đã đứng ở bên ngoài cửa nhìn cái chữ dị ương này Rất là lâu Làng Thủ Anh Nói Tử đồng nghiên quân và nó còn có duyên nợ Tiểu đồng nguyên quân còn đang trong cái kiếp số luân hội Mà cái trận kiếp số này sẽ liên lụy đến ứng nhi Cái người bố trí trận kiếp số này không phải là đế quân Đế quân chỉ là cái quân cờ trong đó mà thôi Hứa tỉnh lập tức tỉnh ngộ, nói Vừa rồi nàng hỏi ta về vị ương cung Chẳng lẽ ý nàng là cái kẻ lấy đế quân làm quân cờ Chỉ là Minh tốn Làng Tiểu Anh nhẹ nhàng gật đầu Nói Bốn dạng tám ngàn năm trước Thiếp muốn báo thù rửa hận cho gia tộc Đã chết kia Vậy cho nên mới phi thăng thành tiên Sau khi đến tiên giới đã gặp Minh Tôn Hắn thu nhận thiếp làm nghĩa nữ Ban cho thiếp ở lại dị ương cung Sau đó thiếp vẫn không hiểu tại sao Hắn lại để cho thiếp ở dị ương cung Lần này ứng nhi đứng trước cửa dị ương cung rất lâu Ta mới tính ra tình kiếp của nó Quá ra có một vị cô nương tên là Nguyên Dĩ Ương. Nàng thở dài, nói Năm đó, ứng nhi hạ giới, bị bắt trong cái trận chiến thiên lộ, đồng thời người thương tử đồng nghiên quân của nó bị đánh vào trong lưng hội. Bọn họ một người biến thành thần tiên bất lão, ký ức nhiều nhất chỉ có khoảng 15 tuổi. Nhưng mà một người không ngừng chuyển thế dây dưa với nhau. Thiếp dẫn cho rằng cái người khống chế vận mệnh của tiểu đồng nguyên quân chính là đế quân nhưng mà lúc tính ra thân thể chuyển thế của tiểu đồng nguyên quân kiếp này tên là nguyên vị ương thiếp mới biết được quá xa minh tôn đã để cho tiểu đồng nguyên quân rơi vào trong lưng hội hứa tịnh biến sắc nói tiểu đồng nguyên quân khôi phục lại tất cả kiếp trước đó thực lực cao hơn năm đó chẳng lẽ vẫn còn đang ở trong cạm bẫy của lưng hội Lan tiểu anh nói không chỉ là nàng ấy nói đúng hơn ứng nhi cũng ở trong cạm bẫy luân hồi này vẫn chưa có thoát ra được hứa tịnh để tới đi lui dừng bước nói sao nàng biết bộ ngộ vẫn còn trong cạm bẫy luân hồi cạm bẫy luân hồi hắn là đã giải trừ lâu rồi mới phải chứ làng tiểu anh lắc đầu nói ký ức của tứ đồng nguyên quân là được Tây dương mẫu giải khai Tây dương mẫu có thể phá được thần thông Lương hội của Minh Tôn sao? Hứa tỉnh lắc đầu. Làng Tú Anh nói. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện Minh Tôn từng gieo thần hồn lương hồi ở trong cơ thể của mình. Thiếp từng suy tính về bốn dạng tám ngàn năm dây dưa giữa hai người. Cảm bảy luân hồi sẽ lấy hai người gặp nhau mến nhau làm cái điểm bắt đầu. Rồi lại lấy ký ức của một trong hai người tử vong làm điểm kết thúc. Sau đó mở ra cái dòng luân hồi kế tiếp À ưng ừ, Cô biết cái chuyện này không Hứa tỉnh dò hỏi Lan Tú Anh nói Biết Luân hồi nữ đế đã từng nói với nó Tử đồng tiên tử Vẫn đang ở bên trong luân hồi nguyện rủa Cái loại nguyện rủa này Ngay cả nàng ta cũng không giải được Hứa tỉnh cười Nói Nếu mà nó đã biết Chắc chắn cũng đã có đề phòng từ trước rồi Chỉ mong là như vậy Hai người an ủi nhìn nhau Nhưng mà đều cảm thấy rất là lo lắng Tại âm phủ Đông nhạc đại đế và kim ô tung người trên dưới sen kẻ Nghìn chiến với vân huyền nguyên quân Hơn 50 vạn năm chúng sinh tế lễ Khiến cho pháp lực của hắn hùng hồn vô cùng Lại thêm mấy năm trước từng theo thập điện Diêm La Đi đón tổ thần khiến hắn có thể cảm ngộ vũ trụ nguyên thần cường đại nhất. Lại giao lưu cùng với thiên sư quân, Tư vi lại tăng mạnh. Vân huyền nguyên quân chính là một cái vị tiên quân, Tư vi thực lực cũng vô cùng cao minh. Nhưng đối mặt với đông nhạc vào lúc này, với mà lại liên tục bại lui. Một bên kia bất đế giao chiến với phỉ du nguyên quân, cũng đang chiếm thế thượng phong phong đô sơn thần lực vô song trấn áp phỉ du nguyên quân nguyên thần đối đầu khiến cho phỉ du nguyên quân rơi vào thế bị động thương ngô đại đế giao chiến với mộng cơ nguyên quân về tay nhắc chừng đã khiến cho thiên địa vỡ nát để cho mộng cơ nguyên quân không có chỗ nào để trốn cái người giao đấu với luân hồi nữ đế chính là linh xu nguyên quân chỉ sau mấy chiều lại bị nàng chấn áp ở dưới luân hồi tứ đế đều từng tham ngộ tổ thần tìm được thiên sư quynh và thủ địa thần chỉ điểm đánh cho đối thủ của mình bị trọng thương đột nhiên lại cùng nhau bay lên đánh về phía nguyên quân đang ngồi trên xe rèm châu trên xe nặng nề che kín gia nhân ở trong xe đột nhiên gia nhân trong xe vương bàn tay ngọc ngà ra ngay sau đó bầu trời cõi âm bị che khuất Minh Hải không còn ánh sáng nữa Luân hồi cũng bị nắm giữ Thương ngô nhanh chóng thu nhỏ lại Tiểu đế cũng hét tan một tiếng Thi chuyển ra vô thượng pháp thân của mình Biến thành to lớn sánh ngang với thiên địa Thân thể vắt ngang tinh không Chân đạp vô số tinh hà Lực lượng của bọn họ thậm chí Còn quấy nhiễu đến quá trình vận chuyển của hiện thế Khiến tinh thần trên bầu trời Nhanh chóng di động tin tưởng hỗn loạn mà dưới chân của bọn họ chính là bàn tay to lớn vô ngần đó chính là bàn tay của nguyên quân tứ đế không khỏi căng thẳng bên trong thiên định tên tuổi của thiên tôn đế quân nguyên quân là vang dội nhất tiền đế chí tôn rất ít khi ra mặt cũng ít khi ra tay thiên định đều do ba người bọn họ cầm đầu nhưng mà kể từ khi thiên tôn chết trong tay của hứa tỉnh thì đám đại cư đầu của thiên định đã thiếu đi một người Nguyên quân cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Đế quân cũng rất ít khi ra mặt Uy danh của tam đại cự đầu thiên đình Dường như là còn thua cả hứa tỉnh Mà bây giờ vừa mới giao thủ Tứ đế lại ý thức được Cái sự chênh lệch giữa hai bên Lớn tới mức nào Cái loại chênh lệch này Thấp nhất cũng cách nhau Hai cái cảnh giới Không cách nào ngăn cản được Mặc dù bốn vị nguyên quân Vân huyên mộng cơ Linh Xu, Phỉ Du Cũng có phong hào là nguyên quân Nhưng mà các nàng Chỉ là tiên quân Tư vi thực lực cách xa Nguyên quân linh tố vạn dẫm Nguyên quân được xưng là Tiên giới đệ nhất nguyên thần Ở trong lòng bàn tay có chứa thiên địa càng khôn Lớn đến cực hạn Có thể che khuất cả cõi âm Mắt thấy bốn vị đại đế cõi âm Sắp sửa chết trong tay của nàng Thì đột nhiên Minh Hải có phong ba nổi lên một tòa minh hải khác dựng thẳng mà xuất hiện đổ ập về phía nguyên quân mặc dù tòa minh hải kia làm mặt biển dựng đứng nhưng mà nước biển lại không hề nhúng nhích chút nào không có giống như là sắp sửa chạy xuống ở giữa lại có một cái đầu lâu khổng lồ có hai cái sừng hai cái sừng cong cong kia như là cái cây cột cắm vào trong bóng tối cho dù là đã tử vong không biết là bao lâu nhưng mà vẫn tràn ngập thần lực như cũ cái tòa minh hải này xuất hiện quá là bất ngờ Còn chưa có đến gần Thì kinh lực khoái nhiễu đã khiến cho bốn vị Nguyên quân, vân huyên mộng cơ Linh Xu và phỉ du Vừa chạy tới liền phải thổ quyết Cái chiếc xe mà Nguyên quân linh tố đang ngồi Cũng đã ầm ầm chấn động Sau đó là nổ tung, chia năm sẽ bảy Cái chiếc xe kia vỡ nát Chỉ thấy một nữ tử rất là phúc hộ Ngồi trên không trung Mi tâm có một nốt rồi son sắc mặt ôm nhu hiền hòa, cũng không có vẻ gì là hùng hổ dọa người. Mà ở sâu lưng của nàng ta, lại có một tôn nguyên thần khổng lồ to lớn, tội trấn ở giữa hư không, bởi vì thời không hiện thế đã chịu không nổi được cái cường độ của nguyên thần kia, đó chính là nguyên thần của nguyên quân. Từ đấy lúc này, đã nằm trong lòng bàn tay của nguyên thần này. Thiên tượng luyện nguyên thần thành bất diệt linh quan, thành tựu nguyên thần cực cao, nhưng mà lượng về pháp lực hùng hậu vẫn không bằng nguyên thần của nguyên quân. Nguyên thần của nguyên quân, lượng tính về chất thì không bằng bất diệt nguyên thần của thiên tôn và hư ứ, nhưng mà năng lượng ẩn chứa ở trong nguyên thần của nàng ta lại thật sự là quá kinh khủng. Cũng khó tránh thân thể của nàng ta không chịu nổi được lực lượng của nguyên thần, không cách nào thu nguyên thần vào trong cơ thể. Mà trên đỉnh độ của nguyên thần này một tòa động uyên thiên quân khác đang không ngừng lưu chuyển tiên linh chi khí vọt tới như là thủy triều chính là động uyên cấm thiên quân mà nguyên quân nắm giữ động uyên trường châu bên trong động uyên trường châu mấy trăm vạn tiên nhân đội ngũ chỉnh tề đều là nữ tử nguyên quân linh tố chính là người đứng đầu nữ tiên ở trong thiên hạ nữ tử thành tiên cho dù là có phong hào hay là không dù dù là đã được phong làm nguyên quân hay là nương nương đi nữa thì cũng phải do nàng ta dẫn đầu những nữ tiên bên trong động uyên kia đều là tư binh của nàng mỗi tháng lĩnh chút một chút tiên linh chi khí làm bóng lọc có thể là miễn cưỡng duy trì hao tổn hàng ngày nhưng mà không đủ để tu luyện càng không đủ để tăng lên đến cảnh giới tiếp theo bên trong động uyên phân chia đẳng cấp nghiêm mặt chỉ như là một thiên đình thu nhỏ. Có điều bóng lọc đỉnh mỗi tháng đã tốt hơn tán nhân rất là nhiều rồi. Mặc dù tu vi của những nữ tiên này không cao, nhưng mà góp gió thành bão. Mấy trăm vạn nữ tiên phát huy ra pháp lực của mình, nhìn đón Minh Hải đang vọt tới kia. Song phương va chạm, mấy trăm vạn tiên nữ đều là khí quyết sôi trào, nhìn không được mà liên tục lui về phía sau. Nguyên quân cười nói <laughs> Thập điện Diêm La Các ngươi tự tìm đường chết Để chúng ta lại đi tìm các ngươi Một bàn tay khác Của nguyên thần của nàng đánh ra Nhìn đón cái phiến Cổ địa Minh Hải này Pháp được cùng trăm vạn tiên nữ kia hỗn lưu Mượn lực lượng của nó làm của mình Làm lớn mạnh uy thế một trưởng này của mình Rốt cục Đã đem cái phiến cổ địa Minh Hải kia Ngăn cản lại trong lúc nàng ta ngăn cản Minh Hải Thì ở giữa cặp sườn kia Lại có 10 vị thần linh cổ xưa không gì sánh được bay ra Thân thể khổng lồ Tất cả cùng kêu lên Đánh về phía một cái trưởng Do nguyên thần của nguyên quân tung ra Thập điện Diêm La hiện thân Lại thêm Minh Hải cổ xưa va chạm Thần uy phát xa Có thể nói là kinh thiên động địa Toàn bộ âm phủ đều bị chấn động Vô số quỷ hồn quỳ rạp xuống Nơm nớm lo sợ Thập điện Diêm La là Thập đại thiên địa nguyên thần Của Thái Ấn Thiên Tôn Thần lực mạnh mẽ Lần này tung ra một kính toàn lực Lập tính để cho thần lực tự nguyên thần Của nguyên quân bị khóa lại Bản tay còn lại không cách nào Nắm được tứ đế nữa Tứ đế lập tức thừa cơ hội mà xông ra Thân thể của tôn nguyên thần Đồ sộ không gì sánh được Của nguyên quân hơi ngửa ra đằng sau Lập tính chỉ nghe âm vang rung động Liên tục 33 tiếng Tầng tầng lớp lớp chư thiên hiện ra từ sông Nguyên Thần này. Tầng tầng lớp lớp nhật nguyệt, núi non sông hồ, biển, nước, rõ ràng, bắt mắt. Sau lưng Nguyên Thần của Nguyên Quân liên tiếp hiện ra 33 tầng trời. Bên trong mỗi một tầng đều có thiên địa tự nhiên, thậm chí là còn có diện hóa ra vạn vật muôn loài có chim bay, thú chạy, có hoa cỏ trùng cá, thậm chí là còn có xuất hiện cả nhân loại sinh sôi nảy nở. Lúc này đây, tượng bộ cõi âm u ám, trừ vọng hương đại ra, thì tất cả đều là hào quang do 33 tầng trời kia chiếu sáng. Đó chính là dị tượng do công pháp tam thập tam trọng thiên thần hội công của nguyên quân hình thành. Cái công pháp này là tích xúc tất cả lực lượng, chuyên tu nguyên thần, không quan tâm đến thân thể cho lắm. 33 tầng trời sau lưng nguyên thần của nguyên quân vừa ra, thì sắc mặt của thập điện Diêm La lập tức trở nên nghiêm nghị, trời cảm thấy vô cùng áp lực. Tất cả kêu lên một tiếng đau đớn, bị áp bức đến mức không tự chủ được, mà lại lui ra phía sau. Minh Hải cổ xưa ầm ầm chấn động, cũng bị chèn ép lui về phía sau, mặt biển mênh mông thậm chí là còn lõm xuống thành một cái hình trưởng ấn khổng lột. Tứ đế thấy cái cảnh này Cũng hải hùng khiếp vía Cắn chặt cái răng xông về phía trước Ra sức chống lại một trưởng của nguyên thần nguyên quân Nguyên quân mỉm cười Nguyên thần sau lưng lại tung ra một trưởng Râm Thập điện diêm la và tiểu đế Cùng nhau thổ quyết Khí thức uể oải không chịu nổi Thân hình bị ép cho đâm vào trên mặt biển Của Minh Hải cổ xưa Ép cho Minh Hải phải lưu về phía sau Thập điện diêm la nằm đó chết trong tay của thập phiến thiên quân liệu quán nhất nhưng mà lần đó liệu quán nhất đã quan sát bọn họ thật lâu tìm hiểu rõ ràng đạo pháp thần thông của bọn họ thậm chí là đã quen thuộc với ngôn hành cử chỉ của bọn họ sau khi nắm chắc mới đồng thủ nhưng mà nguyên quân lúc này đã là nửa cái đại la kim tiên mặc dù so ra vẫn kém liệu quán nhất của 60 vạn năm trước nhưng mà tập điện diêm la bây giờ cũng không bằng tập điện diêm la khi đó bọn họ khởi tử hoàng sinh thần lực bị hao tổn cho đến nay vẫn chưa thể khôi phục Chứ dù là bái chiến tổ thần cũng không thể nào tăng lên tới cái thời kỳ đỉnh phong được mắt thấy bọn họ sắp mất mạng thì nguyên quân không khỏi mừng rỡ nhưng đúng lúc này bầu trời lại vỡ ra hào quang phun trào Hướng ứng tự trên trời giáng xuống phía minh hải giơ cái bàn tay lên đó đón bàn tay nguyên thần của nguyên quân phía sau y cũng có một nguyên thần nổi lên toàn thân bất diệt linh quan chói mắt vô cùng đùng một tiếng chưởng lực từ nguyên thần của hai người va chạm cõi âm ở nơi này lập tức đất sung núi chuyển cõi âm của địa tiên giới do chư thiên vận giới ghép lại mà thành vốn đã không kiên cố là bao lúc này đã rầm rầm chấn động mặt đất nứt ra rất có xu thế muốn chia ra thành chư thiên vạn giới một lần nữa. Hứa ứng, người giết chết con của ta, ta dạy ngươi không đổi trời chung. Nguyên quân nhìn thấy hứa ứng, không khỏi tức giận, lập tức rướn người đứng dậy. Chỉ thấy không ngờ nguyên thần không gì sánh nổi sâu lưng của nàng ta, lại không ngừng thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, nguyên quân đã thu hồi nguyên thần, chứ còn lại có động uyên trường châu đang lơ lửng ở sâu đầu thân hình của nàng ta lóe lên cũng đã biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại có không gian đang nổ tung nguyên thần của nàng quá là cường đại trước kia không có dung nhập vào trong cơ thể chỉ có một cái gốc cây không rễ cũng không phát huy được chiến lược đỉnh phong hiện tại tương dung cùng với thân thể mới là chiến lược chân chính của nàng ta nguyên thần của hứa ứng cũng đi vào trong thân thể giơ tay tiếp được một cái đoạn tấn công kinh thiên động địa của nguyên quân kinh ngạc nói nguyên quân ai nói với ngươi là lệnh lan chết trong tay ta vậy ta tự hỏi là mình làm rất là bí ẩn rồi mà chắc chắn là không để lại vết tích mới đúng chứ sầm lên một tiếng lực lượng của nguyên quân bất ngờ bộc phát hoàn toàn áp chế lực lượng của hứa ứng làn sóng dư lực từ thần thông của nàng ta quét tới mới nãy dựng thẳng sau lưng của hứa ứng lập tức lõm xuống một khối lớn. Thập điện Diêm La và Tứ Đế vội vàng tránh đi. Minh Hải sống lớn ngập trời, vô cùng kinh người. Nguyên quân lửa giận công tâm. Từ sau khi Linh vô tâm tiến vào trong ngũ trang quan thì đã mất đi tung tích. Trong lòng của nàng tự biết là không ổn. Thế là đi tìm thần toán tử Điền Sửu sử Nhưng mà thần toán tử Điền Sửu sử cũng không tính ra cái chuyện gì đã xảy ra trong ngũ trang quan Nàng lại đi đến cầu cạnh Đông Vương Đông Vương cũng hoàn toàn không biết cái gì Về cái chết của Linh Vô Tâm Cuối cùng Nàng đành phải kiên trì đi hỏi thăm Tiên đế Chí Tôn Thì lúc này mới biết được chân tướng Năm đó Hứa ứng là đẩu bộ thiên tôn Linh Vô Tâm đã từng khiêu chiến hứa ứng Bị hứa ứng đánh bại Không thể không bái hắn làm Tiểu phụ thân Khi đó hứa ứng còn thường xuyên qua lại với nàng Nàng cũng không khỏi xin lòng ái mộ Đối với hứa ứng khi đó Nhưng cũng biết là không có khả năng Khi đó hứa ứng qua lại Thân thiết với rất là nhiều nữ tử Bản thân của nàng lại mang theo một đứa con Còn không thể nói là Phụ thân của đứa nhỏ này là ai Đương nhiên là Không thể thành đôi được với hứa thiên tôn Đang như là mặt trời ban trưa Huống hộ gì Hứa ứng còn đang thất thế cho nên nàng xem tình cảm của mình đối với hứa ứng như là tâm ma mà chém đi chỉ có điều thỉnh thoảng tình cảm kia lại trỗi dậy hứa ứng kiếp này không giống với kiếp trước tâm địa thâm độc giết chết linh vô tâm khiến cho tất cả ái mộ của nàng ta dành cho y đều đã biến thành thù hận một cây kim kiều hiện ra dưới chân của hứa ứng đứng ở trên cây cầu này chống lại thế công của nguyên quân một lần nữa nguyên quân xông lên kim kiều chỉ thấy mấy chiều không ngờ kim kiều dưới chân của hứa ứng lại xuất hiện từng vết nứt hiển nhiên là không chịu nổi lực lượng của nguyên quân hứa ứng kinh ngạc vô cùng lại khâm phục không thôi cất tiếng khen ngợi nguyên quân tam thập tam trọng thiên thần hội công của ngươi đúng là không tệ nha mặc dù thân thể của ngươi không có tu luyện đến cảnh giới chí tôn mà nguyên thần cũng không có tu luyện đến chí tôn nhưng mà về pháp lực có thể nói là ngươi đã đạt đến cấp độ chí tôn rồi ha. Thái nhất kim kiều dưới chân của y cũng là đùng đùng nổ tung, bị nguyên quân thô bạo phá nát. Nguyên quân đánh sập cái tòa kim kiều này, đang muốn giết chết hứa ứng. Thì đột nhiên cổ họng lại ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, da thịt toàn thân lập tức muốn nổ tung. Nguyên thần của nàng ta quá là mạnh, trải qua công kích ngắn mũi này rốt cuộc đã đạt đến cực hạn của thân thể. Nguyên quân vận chuyển tất cả lực lượng, lại tiếp tục thi chuyển một kích hứa hướng đưa tay đón lấy một kích này đột nhiên sau lưng có một vùng thanh thiên hiện ra mơ hồ lại hiện ra hư ảnh của nhân gian giới Địa tiên giới và thiên tiên giới nguyên quân nhìn thấy cảnh tượng này thì lộ ra cái vẻ kinh sợ nàng kêu lên một tiếng đau đớn thân thể cũng không chịu được nữa một vội vàng để cho nguyên thần thoát ra khỏi thân thể thân hình của nàng rơi xuống cái đầu vai của nguyên thần nhanh chóng bay ra sau lưng trong lòng cả kinh hả đó đó là cái gì hứa ứng cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người từ cõi âm lướt qua một cái trong nhà mắt đã vượt qua thiên sơn vạn thủy vượt qua vô số tinh hạ mặt thầy hứa ứng sắp đuổi kịp nguyên quân thì đột nhiên phía trước có từng đỏ hoa mai tung bay một gốc cây già dạ tan thương thần phát mạnh mẽ đứng thẳng dưới thiên địa trong cái cõi âm âm u này đã phát ra hào quang thánh khiết chặn đường hứa ứng Hứa ứng đi vào trong đó Đã thấy mất dấu nguyên quân Chỉ còn có một thiếu niên tóc trắng Mặc cái áo bào rộng thùng thình Đứng dưới cái gốc cây mai này Thiếu niên tóc trắng ngước nhìn Đạo quả trên đạo thụ Chính là trường sinh đế Hứa ứng đi tới trước gốc cây mai Hai mắt sáng người Cười, nói <cười> Trường sinh đế Vẫn chưa chém tâm ma hả Trường sinh đế liếc mắt nhìn y tiếp tục nhìn đạo quả của mình thả nhiên nói <laughs> ta có tâm ma gì chứ hứa ứng cười nói <cười> người thù ở trong tay của thập phế thiên quân liệu quán nhất cái việc này đã truyền khắp thiên giới rồi khiến cho bao nhiêu người bạn tán cười nhạo chẳng lẽ người không có tâm ma hả trường sinh đế thu hồi ánh mắt từ gốc mai già kia ngạo nghễ đứng ở trong tuyết nói chém tâm ma chỉ là một loại hành vi hèn nhát cũng không phải là pháp môn của chí tôn chân chính là hành vi bất đắc dĩ của những kẻ đạo tâm bất chính kia mà thôi Trần trường sinh ta làm người đường đường chính chính đứng ở giữa thiên địa ta cũng là ta bại cũng là ta không thẹn với đường tâm không thẹn với người khác vì sao phải chém tâm má hứa ứng nghe vậy không khỏi xin lòng tôn kính là ta thất lễ rồi Chuyện sinh đế đạo tâm hùng hồn như vậy tại hạ bội phục chỉ có điều ngươi có đạo tâm như vậy tại sao lại không có thành tựu chí tôn do thời do mệnh trường sinh đế nói ta sinh muộn mười vạn năm không gặp được cái trận loạn thế kia không có động uyên chí tôn đã định sẵn là vô duyên giới tí tôn cảnh cho nên mới phải lui lại mà cầu đường khác Tu thành Đại La Kim Tiên cũng không tệ Mặc dù hắn nói không tệ Nhưng mà trong giọng nói vẫn khó nén cái vẻ mất mát Hứa ứng cười Nói Nếu mà đạo quân đã ngăn cản Như vậy ta cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt Đành phải buông tha cho nguyên quân một lần Trường sinh đế nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ Nói một nữ nhân thôi mà Xin tử ta còn không để trong lòng nữa Cho dù năm đó ngươi đã từng ngủ với nàng ta Nhưng mà ta cũng không để ý Hứa ứng khẽ như mày Mình thật sự đã từng ngủ với nguyên quân sao Chắc là không có Trong lòng y tự an ủi bản thân như vậy Nếu như mình có tiếp tục truy sát nguyên quân Thì lại là vô tình quá rồi Trường sinh đế nói Mục đích ta đến đây lần này Chỉ là vì ngươi Đệ tử lục liễm của cửu ưu đế Phụ mệnh cửu ưu đế đến chỗ Tử đồng nghiên quân cầu hôn Người giết chết lục liễm Đêm đó cửu ưu đế đã tìm đến chỗ của đẩu bộ Lại ủ rủ mà quay trở về Ta muốn biết là ai đã giao thủ với cửu ưu đế Hứa ứng cười Nói Không phải ngươi cho rằng là ta đó chứ Ta chỉ là một thiên tiên thôi Trường sinh đế nói không sai Ngươi chỉ là một thiên tiên Nhưng Khi mà cửu ưu đế tập kích đấu bộ trong đêm để giết ngươi Ngươi vẫn là cảnh giới địa tiên Chưa tu luyện tới thiên tiên Sau đó ngươi lại đến dị ương cung Nơi đó là lãnh địa của tiên đế Cửu ưu đế không dám lỗ mãn Ta đã từng hoài nghi Cái người đêm đó ra tay Quyết đấu với cửu u Chính là hứa tỉnh Hứa ứng nghiêm mặt Nói Ta mang động uyên doanh châu về Sau khi hứa lão thiên tôn cha của ta Lấy được động uyên doanh châu Tư vi đột nhiên tăng mạnh Từ tiên quân cảnh tu luyện đến thiên quân cảnh Lại từng dùng đạo quả nhân xâm với đấu giới cựu ưu đế Tuy thua nhưng vẫn là vinh quang Trường sinh đế nói Thực lực của cửu ưu Xếp hạng thứ ba ở trong cửu thiên Nếu là hứa tỉnh vào thủ gia hắn Chỉ cần hai chiêu sẽ là mất mạng Hứa tịnh và hắn chinh lịch quá là lớn Nhớ lại từ sau đêm đó Cửu U lại bế quan không ra Ta hoài nghi hắn đã bị thương Hứa ứng nhíu mày Cười như là không cười Nói <cười> Không phải các hạ đang hoài nghi ta đó chứ Trường sinh đế thả nhiên nói Ta hoài nghi là Tiên đế bệ hạ ẩn thân Ở trên người của người Hứa ứng nhíu mày Không biết tại sao hắn lại có cái suy nghĩ kỳ lạ như vậy Trường sinh đế nói tiền đế chí tôn tính toán không bỏ sót cái điều gì chắc chắn hắn sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc như là lưu dông chính mình <laughs> ta đối trận hành động lần này của hắn chính là để dụ rắn rời hang mục đích chính là dẫn dụ những phản tặc kia xuất hiện hứa ứng nhịn không được nữa mà nói người nói rất là có đạo lý ha nhưng mà người cũng không hoài nghi người đánh bại cửu ưu đế là ta sao ta cũng đã biến mất một khoảng thời gian rất dài Ta còn từ phi thân kỳ lập tức tu thành thiên tiên cảnh Tu dịch của ta tăng lên nhanh như vậy Không gặp bất kỳ trở ngại nào Người hỏng có nghi ngờ ta luôn hả Chuyện sinh đế liếc hắn một cái <laughs> Ngươi còn chưa đủ tư cách Hả Hắn đột nhiên biến sắc Thân hình kẻ động Mang theo đại la đạo tràng đột nhiên biến mất Hứa ứng tiến lên một bước Ngay sau đó là đã sánh vai với hắn Hai người gần như là đồng thời đi vào trong khu vực u ám ở cõi âm. Nơi này quanh năm không có ánh sáng, chỉ có một vài lão quỷ đã một nát tàn lụi, không có ý thức hoạt động. Nhưng mà ở nơi này lại đột nhiên có linh quan phiêu đảng, đó là nguyên thần vỡ nát của nguyên quân. Mặc dù nàng chưa từng luyện thành bất diệt nguyên thần, nhưng mà bất diệt chân linh của nàng ta cũng đã phát triển, lúc này nguyên thần của nguyên quân cũng đã vỡ nát. Thi thể của nàng ngồi dưới một gốc liễu già, hai mắt trợn trợn, không có bất kỳ khí tức gì. Hứa ứng đi đến dưới tàn cây, nhìn về phía trước, khóe mắt giật mạnh. Chỉ thấy bên trong phạm vi mấy trăm dặm của khu vực u ám, thi thể có mấy vạn tiên nữ chất chồng ngổn ngang lộn xộn, chỗ nào cũng có, không một ai may mắn còn sống sót. Trường sinh đế, tê áo tung bay, khàn giọng, nói Không thấy, động nguyên trường châu của nàng ở đâu hết Hứa ứng liếc nhìn bốn phía Đúng là không phát hiện tung tích của động uyên Của nguyên quân đâu cả Chẳng lẽ Là cái gì động uyên trường châu Mà giết người sao Hứa ứng cảm thấy không hiểu Vì một tòa động uyên cấp thiên quân Mà mạo hiểm giết chết Một cái loại tồn tại như là Nguyên quân linh tố Là giết đến mấy trăm vạn nữ tiên để diệt khẩu Cái loại thủ đoạn này Đúng là quá độc ác mà Nguyên quân linh tố chính là thủ lĩnh của nữ tiên do tiên đế thần phong. Tất cả nguyên quân trong thiên hạ đều phải theo lệnh của nàng. Tất cả nữ tiên trong thiên hạ cũng đều phải xem nàng giống như là thiên lôi xe đầu đánh đó. Nàng tương đương với nữ đế không có niên hiệu. Vì cái phần danh vọng này, người dám động đến nàng thật sự là không nhiều. Sở dĩ, hứa ứng dám truy sát nàng là bởi vì hứa ứng là lưu manh. Mãn phu có tiếng của tiền giới Cũng đã từng tạo phản Không có cái gì là y không dám làm Nhưng mà những người khác giết nàng Thì đúng là bốc lên nguy cơ cực lớn Nếu như là bại lộ Thì kết quả nhẹ nhất Cũng là thân bại danh liệt Chỉ vì Một cái tòa động uyên cấp thiên quân Có cần động ác như vậy không chứ Hứa ứng không khỏi lắc đầu Nhìn về phía thi thể nữ tiên nằm ngổn ngang Khắp các khu vực u ám này trong lòng không khỏi thương tâm. Hồn phách của những nữ tiên này đều bị đánh nát. truyền sinh đế ngồi sợm như gốc cây liễu, nhìn thi thể của nguyên quân linh tố. Qua thật lâu sâu mới vươn tay, nhẹ nhàng khép lại mắt của nàng, thấp giọng nói. Người, người cứ yên tâm. Ta sẽ không để cho người chết không minh bạch như vậy. Dù sao, cũng từng có một đoạn tình duyên. Hắn nhớ lại quá khứ Cái đoạn tình duyên kia xung lên đầu một lần nữa Trong lòng đột nhiên có cảm giác sầu não khó hiểu Trường sinh đế đã thấu hiểu được Vì sao có đám người tiên đế đế quân thiên tôn Lại chém tạp niệm trong lòng mình Lúc này hắn bị sầu não quấy nhiễu Trở nên đa sầu đa cảm Như bị tình cảm che khuấn đạo tâm Năm đó hắn gặp được nguyên quân Đối phương chỉ là một nữ tiên vừa mới phi thăng Hắn cũng không phải là trường sinh đế của ngày hôm nay Hai người gặp nhau tại đạo hải Đứng ở hai bên bờ nhìn nhau Ở giữa cách một tòa anh Vũ Châu Sau đó Bị anh Vũ Châu tách ra Tưởng như là bèo nước lướt qua nhau Khi gặp lại một lần nữa Tình cảm dành cho nhau cứ như là Bèo đâm rễ ở trong nước Bao trùm cả đạo tâm cho nên Mới tới với nhau Hứa ứng kinh ngạc liếc hắn nhìn một cái Phước kiện tâm thần của chuyện sinh đế dao động Đối với tồn tại như là hắn mà nói tâm thần dao động là cái chuyện rất hiếm gặp có thể làm cho tâm thần của đại la kim tiên dao động có lẽ tình cảm với trường sinh đế và nguyên quân còn quan trọng hơn những cái gì mà trường sinh đế đã nấu nhiều á hứa ứng thầm nghĩ trường sinh đế cũng ý thức được không ổn rồi lập tức ổn định lại tâm cảnh nói tuy nói động uyên của nguyên quân chứ là động uyên cấp thiên quân có thể tạo nên thiên quân đủ cho thiên quân sinh hoạt và tu luyện mỗi ngày mà thôi nhưng mà động viên cấp thiên quân vẫn là cực kỳ ít ỏi và quý giá về động viên thiên quân giết người cấp cổ giết chết mấy dạng nữ tiên vẫn là đáng giá hắn như là tự nói lẽ như là đang giải thích cho nghi hoặc của hữu ứng nói lục trường không có người nào dám làm vậy cả là bởi vì tiên đế còn ở đây Ai dám làm như là đối nghịch với toàn bộ tiên đình Nhưng mà bây giờ tiên đế bị lưu vong ở vũ trụ hắc vực Bên trên đại la thiên cũng không còn ai quản lý Cơ hội này đã khiến cho rất là nhiều kẻ không ngồi yên được nữa Đối với hứa ứng mà nói Y chưa bao giờ cảm thấy đồng uyên cấp thiên quân quý giá cỡ nào Bởi vì thông qua 60 vạn năm chuẩn bị và chỉ điểm của tiên đế chí tôn Y đã thấy được lấy được đồng uyên cấp chí tôn thái nhất nhưng mà đối với những người khác trên tiên giới mà nói Động uyên cấp thiên quân Có thể là thứ mà cả đời bọn họ Cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể cầu Cộng thêm Động uyên Doanh Châu trong tay của hứa ứng Ngoài mặt thiên đình Chỉ có 10 tòa động uyên cấp thiên quân mà thôi Tăng nhiều cháu ít Người ngấp ngé 10 tòa động uyên này Không phải là số ít Hứa ứng nói Đạo quân Có quậy nghĩa đối tượng nào không hả ánh mắt của trường sinh đế sắc như là dao cạo sẽ qua một cái nhìn về phía hứa ứng hứa ứng hầm hực nói đối tượng đầu tiên mà đạo huynh hoài nghi chính là ta hả trường sinh đế gật đầu nói vừa rồi theo phát hiện nơi đây có dao động pháp lực vô cùng kinh khủng ta cất bước trước tiên nhưng mà ngươi chỉ là chậm hơn ta nửa nhịp cái điều này nói rõ ngươi cũng có thể cảm ứng được tu di của ngươi và ta chỉ có thể cách nhau nửa bước này hai ta gần như là đến đây cùng một lúc nói rõ ngươi có thực lực giết nguyên quân ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén nói cho nên ta hoài nghi cái người đã thương cửu u đế đêm đó cũng chính là ngươi hứa ứng thề thốt phủ nhận ta ta chỉ là thiên tiên làm sao có thể đã thương được cửu u đế chứ chuyện sinh đế không tranh luận về đề tài này nữa mà nói nhưng lúc đó người ở bên cạnh ta không thể là phân thân đi được cho nên người giết nguyên quân không phải là người sau khi loại trừ ngươi ra cái người có hiềm nghi thứ hai chính là ta hứa ứng cứng họng nhìn trăn trối chuyện xin đế nói ta và nguyên quân từng là người yêu đạo pháp thần thông của nàng ta đều biết rất là rõ thậm chí ngay cả công pháp của nàng ta cũng biết nàng cũng sẽ không đề phòng ta nếu mà ta muốn giết nàng thì có thể thành công trong thời gian ngắn nhất ta và nàng lại có tư tình lại có con riêng nên ta có thực lực và động cơ để giết nàng ta hắn nói đến mức hứa ứng cũng phải gật đầu liên tục nhưng mà lúc đó ngươi cũng ở bên cạnh của ta mà hứa ứng nói trường sinh đế lại nói tiếp cho nên lợi trừ hai người chúng ta ra cái người thứ ba có thực lực có động cơ chính là đế quân hắn rất là thân thiết với nguyên quân từ sau khi người chiến bại vẫn lạc hắn thường xuyên đến phủ của nguyên quân trao đổi đạo pháp thần thông với nhau nghị luận thiên hạ đại sự hứa ứng nhướng mày nhìn sắc mặt của trường sinh đế mặc dù sắc mặt của trường sinh đế vẫn là như thường nhưng y cảm thấy hắn chắc hẳn là trong lòng trường sinh đế lúc này không được bình tĩnh cho lắm hứa ừ, ứng rời khỏi nơi đây đi trường sinh đế lấy ra một cái quyển lụa mỏng màu xanh lụa mỏng màu xanh này bay lên thuận theo màn trời kéo dài ra nói nguyên quân chính là cái người đứng đầu trong nữ tiên trong thiên hạ cái chết của nàng ta không thể coi thường được cứu thiên thiên cựu đế đều sẽ xuất hiện điều tra nguyên nhân cái chết của nàng hứa hướng nghe vậy thì khơm người chào một cái sau đó lập tức đi xa y nghe theo mẫu thân lan tố anh nói lúc chứng cứu thiên cựu đế có tới vì cái chết của thiên tôn mà hỏi tội thiên đế chí tôn xong phương đánh nát đế cung nếu như y ở lại nơi này chỉ sợ sẽ dẫn đến rất là nhiều phiền toái không cần thiết tiền giới bây giờ Người có thực lực hiềm nghi đúng là không nhiều lắm Đế quân là người có hiềm nghi lớn nhất Nếu mà mục tiêu của hắn là tập hợp tất cả đồng uyên cấp thiên quân chung kích chí tôn cảnh Thì nhất định sẽ đi tìm tới hứa ứng Trường sinh đế đưa mắt nhìn hứa ứng đi xa Trong lòng yên lặng nói Dù sao Chỗ của hứa ứng còn có một đồng uyên doanh châu Nên thả hứa ứng đi Nhất định có thể dụ được thủ phạm ra Hắn phi thân bay lên Rời khỏi cõi âm Mà sau khi hắn rời đi Cái tấm lụa mỏng manh màu xanh kia Từ bốn phương tám hướng rơi xuống Bọc lấy thi thể của nguyên quân Và mấy trăm vạn nữ tiên lại Hình thành phong ấn Không bao lâu sau Trên trời có hào quang chiếu xuống Trường sinh đế cùng với tám vị đại la kim tiên Đại đế khác từ trong hào quang giáng lâm Trường sinh đế thu hồi cái lụa mỏng màu xanh Cái đám người đi đến dưới cây liễu già nhìn thấy thi thể nữ tiên nằm chung quanh tất cả đều khó chịu nhíu mày quá là thảm thiết quá là tàn bạo trong số bọn họ có vài người đã trải qua chiến dịch thời đại cổ lão lúc này cũng cảm thấy khó mà chấp nhận nổi cựu đế có sưu tập tàn hồn có tu tập linh quan có kiểm tra tổn thương trên thi thể cuối cùng tất cả mọi người đều tập hợp lại một lần tất cả đều lắc đầu cái kẻ đã giết nguyên quân ra tay cực kỳ bá đạo nhắm tán vào sơ hở của nguyên quân một kích lấy mạng của nàng nguyên quân mạnh nhất là nguyên thần cái người này lại có thể đánh nổ nguyên thần của nguyên quân dĩ nhiên phải hiểu được cực rõ về nguyên thần của nàng mới có thể làm được đột nhiên đám người thanh hoa đế thải vi đế phù nguyệt đế đều đồng loạt nhìn về phía trường sinh đế cái người hiềm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là trường sinh đế trường sinh đế lạnh nhạt nói không phải ta Các ngươi quài nghĩ ai Cứ việc nói thẳng đi Tám người kia liếc nhau Dương lòng đế nói Đế quân Thấy tiểu đế nói Sau khi hắn lấy được động quyền Của thiên tộc tế này Tiên đế nể tình hắn công lòng giấc giả Nên để hắn dùng Cái tòa động nguyên tổ châu kia đi dưỡng thương Hắn nếm được cái ngọt ngọt liền muốn được vô đội tiên Đế quân vốn có một tòa động uyên phượng lân châu cũng là động uyên cấp thiên quân hắn bị thương trong cái trận chiến cùng với thiên tôn nên đã được tiên đế ân chuẩn cho dùng tổ châu của thiên tôn và phượng lân châu để cùng dưỡng thương hai cái tòa động thiên cấp thiên tôn này cung cấp lực lượng tiên linh chi khí nhiều cấp bội mà động uyên khác nhau lại là ẩn chứa đại đạo cấp thiên quân khác nhau tư vi thực lực của đế quân chắc chắn sẽ nhờ vậy mà tiến bộ vượt bậc bị dục vọng điều khiển đúng là khó có thể để cho hắn bí quá hóa liều. Cựu đế phi thân lên trở về tiên giới. Thanh hòa đế nói. Tiền giới có thập đại động uyên cấp thiên quân. Đế quân lấy được ba tòa. Còn lại bảy tòa động uyên. Thí bộ thiên tôn tạ thanh sam có được quyền châu. Quả bộ thiên tôn lý từ tuyết có được diêm châu tại bộ thiên tôn quán địch tài có được tụ quận châu thái tuế bộ ninh trọng có được sinh châu đại la thiên cơ mãn có được nguyên châu đấu bộ ứng có doanh châu cái tòa động uyên cuối cùng là trường châu vốn nằm trong ta của tiền đế chí tôn sau này lại ban thưởng cho đồng dương lưu hợp đế nói đồng dương cũng có hiềm nghi còn có cả giả nhân di tự nữa sáu mười vạn năm trước hắn đã có cơ hội trùng kích với trùng cánh cũng rất là đáng nghi dương long đế suy tư vì tự hả năm đó cũng là vì hắn có cơ hội trùng kích với trùng cánh cho nên mới bị làm cho rơi đài có đúng không khuyết lâm đế lại nói đúng vậy năm đó phái hắn đi bình định dư đảng tổ đình khi đó dư đảng có mấy nhân vật rất là lợi hại hắn cũng bị cho rơi đài Dương lòng Đế nhẹ nhàng gật đầu Ừ Trước tiên cứ đi tìm đế quần cái đã Hứa ứng trở lại chỗ luân hồi Chỉ thấy tứ đế và thập điện Diêm La Đều đang ở đây Nhìn thấy y trở về Đều nhau nhau chào hỏi Cảm tạ cơ ơn cứu giúp của y Hứa ứng đáp đệ Nói Chúng ta giống là đạo hữu Đây là cái chuyện nên làm Không cần phải làm như vậy đâu à, Còn một chuyện nữa Nguyên quân chết rồi Mọi người đều giật mình, đông nhạc đại đế, vội vàng, nói Người giết hả? Hứa ứng lắc đầu, kế lại đại khái cái chuyện mình nhìn thấy cho mọi người nghe, nói Cái chết của Nguyên quân có thể do là nội bộ tiên đình đấu đá gây nên Tiên đình rối lắm rồi, vì động viên có hạn mà cái chuyện gì cũng có thể làm được Cái chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta Nhưng mà nếu sơ sẩy, chứ sợ là sẽ dẫn tới cái tai quạ ngập đầu á Y chậm ngâm một lát Rồi lại nói Đợi một chút nữa ta trở về tiên định Sẽ nói cho phụ thân hứa lão thiên tôn của ta Sức lĩnh đấu bộ đến đây chinh phạt các ngươi Các người có thể thuận thế đầu hàng Các đại đế cõi âm Như là đông nhạc, thương ngô, bắc âm Lưng hội, đều ngay cả người Cái gì? Hứa ứng cười Nói <cười> Các người đầu hàng cho hứa lão thiên tôn Chính là đầu hàng cho tiên đình Vậy sau này chính là cấp dưới của tiên đình Ai trong tiên giới muốn động Tác động tới các ngươi chính là tạo phản Chính là đối nghịch với tiên đình Như vậy các ngươi cũng sẽ được an toàn Tứ đế hai mặt nhìn nhau Thương ngô đại đế làm bẩm Nói Đánh không lại Thì gia nhập hở Thập điện diêm la liếc mắt nhìn nhau Tâm ý tuyên thông Nói Xin nghe theo hứa công tử Kẻ thù của tứ đế vốn là nguyên quân bây giờ nguyên quân đã chết rồi nếu mà bọn họ còn tiếp tục đối nghịch với tiên đình nữa thì chắc chắn sẽ bị bình định hứa lão thiên tôn cả nhà trung nghĩa nếu hắn đến đây chinh phạt chọn cách thần phục hắn ăn bổng lọc của tiên đình đương nhiên là tốt nhất hứa ứng sắp xếp thỏa đáng xong thì lúc này mới rời khỏi cõi âm quay về tiên đình khoảnh khắc bay vào trong tiên đình y mở mắt nhìn về phía vòng hương đại chế thấy lực ảnh hưởng của huyện đô ngọc kinh sơn càng lúc càng lớn các loại lực lượng như là tiên đạo cổ lão đại đạo ở trong vòng hương đại đều trở nên vặn vẹo hình thành cảnh quan kỳ lạ thiên địa nguyên thận của hư hoàng đại đạo quân vẫn tỏa trắng ở nơi đó như là đang chờ đợi cái gì đó hứa ứng không hề dừng lại mà quay về tiên đình đi thẳng đến đấu bộ gặp hứa tỉnh, nói cái ý định của mình ra. Hứa tỉnh nghe tin Nguyên Quân đã chết, thì lấy làm kinh hãi, vội vàng, nói Chẳng lẽ là đế quân làm, hay là di tử, nhất định là di tử rồi. Có điều tính toán cái con đường đào tẩu của Nguyên Quân cứng như vậy, lại giống như là đông dương làm hơn. Hứa ứng, nói Nguyên quân đã tử vong rồi, Ta sợ là tiên giới giận chó đánh mèo lên cõi âm Phụ thân chi bận Người hãy mau chóng đi một chuyến Đặt cõi âm vào dưới sự quản hạ của tiên giới đi Hứa tỉnh lập tức triệu tập các tướng lãnh Nhị chân cùng với bắt đẩu Thất nguyên Nam đẩu lục ti Chia nhau điểm binh mã Hứa tỉnh thì tự mình gọi 8 vạn 4 ngàn đẩu sát đến Võ trang đầy đủ Mang theo 25 cái tòa pháp bảo trấn cung chung chung điệp điệp có tiên quan vung trận kỳ mở ra ngăn cản giữa tiên giới và cõi âm chuẩn bị giáng lâm đột nhiên bên trong tiên định trở nên lộn xộn từng cái tiếng gào rống ập tới như là thủy triều lại nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng ở nơi xa từng tiên nhân nhạo nhau phi thăng bay lên không ngừng kêu la như là gặp phải cái chuyện gì đó rất là đáng sợ đám người hứa ứng hứa tỉnh tư chuyện kêu nhau nhau nhìn quanh chỉ thấy làn sóng bạo động kia dần dần lan tràn ra, càng ngày càng vang, càng ngày càng loạn. Chết rồi! Đế quân chết rồi! Hứa ứng nghe thấy có người đang kêu lên. Ý còn chưa có nghe rõ, đã có từng tiếng là hét chuyện đến như là tiếng sấm rện. Đế quân chết rồi! Phượng Lân Châu và Tổ Châu cũng không cánh mà bay! Đế quân... Bị người ta giết chết ở nơi bế quan sao? Hứa ứng cảm thấy da đầu tê dại Vội vàng nói Phụ thân Phụ thân dẫn theo chúng ta tới âm phủ đi Ta chỉ tới phủ đệ của đế quân xem thử Hứa tỉnh vội vàng nói Người phải cẩn thận Đối phương sở tràng là đang nhắm vào trong đội nguyên cấp thiên quân đó Hứa ứng dạ một tiếng Phi thân mà lên Tiên nhân chung quanh cũng nhau nhau Chạy về phía phủ đệ của đế quân Bọn họ chặn cả đường đi Hứa ứng tâm niệm vừa động Xung quanh càng khôn điên đảo Dịch chuyển những tiên nhân này ra Để thắng vào trong phủ đệ của đế quân Nơi đế quân bế quan Là một cái tòa động uyên nhỏ cấp tiên vương Nơi này không lớn lắm Chỉ rộng chừng một ngàn dặm Mấy chục tòa tiên sơn Chỉ đủ cho đế quân tu luyện Nhưng mà đế quân lại giống hai cái đại động uyên Phượng Lân Châu và Tổ Châu Ở bên trong cái tòa động uyên tiên vương này Vậy mà không phải là chuyện đùa nữa Hướng đi vào trong động uyên tiên vương chỉ thấy tiên sơn đã vỡ nát Lục địa bị đánh thành một cái dòng lũ Dung nham gào thét chuyển động Hiển nhiên là tình hình chiến đấu phải cực kỳ thảm khốc Cái đám người cũ thiên cũ đế Đứng trên cái đỉnh núi còn đang hoàn chỉnh Ngọn tiên sơn kia Chỉ còn lại có đỉnh núi này Nằm ở trước mặt bọn họ là thi thể của đế quân Máu chảy đầy đất Hứa ứng đi tới Đang muốn nhìn kỹ Chỉ nghe thanh âm của truyền sinh đế truyền đến Nghi phạm thứ nhất đã tới rồi hứa ứng giật mình chỉ thấy tám vị đại la đại đế còn lại đều nhìn về phía y không sai chồng cái chết của đế quân cái người có hiểm nghi lớn nhất chính là cái kẻ thù của hắn cửu ưu đế nói hứa ứng chính là kẻ thù của hắn vì muốn báo thù bị cha đóng suốt bốn vạn tám ngàn năm hứa ứng đã thừa dịp đế quân đàn bới quan dưỡng thương mà sát hại đế quân cướp đi hai cái tòa động uyên hứa ứng nói Người chết thật sự là đế quân sao Hắn đã từng chuyển thế 482 lần Có 482 cổ phần thân Có khi nào hắn giải chết để thoát thân không hả Trường sinh đế nhích người tránh ra Hứa ứng hít vào một hơi thật là dài Kiên trì đi đến nhìn thi thể của đế quân Bên kia ngọn núi Trên sườn núi Khắp nơi đều là mảnh vỡ thi thể Tan vỡ của đế quân Có tiên nhân đang kiểm kê số lượng Sau một lúc lâu một vị tiên nhân cao giọng nói khởi bẩm bệ hạ tìm kiếm thấy bốn trăm tám mươi bộ thi thể trên sườn núi cửu đế đều gật đầu thái tiểu đế nói đế quần chuyển thấy bốn trăm tám mươi hai lần bốn trăm tám mươi bộ thi thể chết trên sườn núi dưới trường bọn ta là bản thể của hắn còn thiếu một thi thể nữa hứa ứng nhịn không được nói Tên đó chết ở ngũ trang quan Bị ta giết diên Long Đế nói Vậy là đủ rồi Trên đời này Có ai có thể giết chết cả đế quân Và nguyên quân nữa chứ Thái tiểu đế đột nhiên nói diên Long Đế nói Tiền đế bị nhốt Cửu cung Thái Nguyên và là thánh nhân Lại bị nhốt ở vũ trụ hát dịch Hiện tại trên tiền giới này Người có thể giết đế quân chỉ có cái gì tồn tại trên đại la thiên kia thập phế thiên quân và cả chính người chúng ta chính vị đại đế trà mặt cái vị tồn tại trên đại la thiên kia vượt khỏi trần gian sẽ không động tâm với những cái chuyện nhỏ nhặt này thập phế thiên quân bị cái vị tồn tại đại la thiên kia đánh trọng thương hiện tại sống hay chết cũng còn chưa biết cửu thiên cửu đế là đại la kim tiên dù sao cũng cao hơn cả đế quân nguyên quân một cảnh giới dù là đế quân nguyên quân dựa vào trong nhân sâm đạo quả có được đạo quả của mình tư vi thực lực vẫn là kém hơn bọn họ lưu hợp đế nhìn chung quanh một vòng vậy thì rất có thể hung thủ ngay tại bên trong chính người chúng ta một cái loại cảm giác nghi ngờ sinh ra giữa bọn họ hướng thì đang bận bịu kiểm tra các thi thể của đế quân Mỗi một bộ đều kiểm tra thật kỹ Không chịu buông tha bất kỳ dấu vết nào Chỉ là thi thể quá nhiều Cũng không được hoàn chỉnh lắm Đế quân không thể chết được Hắn chờ tán ta lâu như vậy Sao có thể dễ dạng chết như vậy được chứ Hướng đi đến trước dấu vết chiến đấu còn sót lại Đột nhiên kẻ quát một tiếng Phát động cửu thiên thập địa phá ma quyết Dẫm chân xuống Cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận hiện ra Mô phỏng tình hình chiến đấu lúc đó Từ những vết tích chiến đấu mà xem Đế quân tất nhiên là đã thi triển ra Tuyệt kỹ sở trường của hắn Là thập nhị đạo lưng Nhưng mà đối kháng chính diện với thập nhị đạo lưng Còn có thể chém giết được 400 tôn phân thân của đế quân Không để bất cứ phân thân nào chạy thoát được Thực lực cỡ này Chỉ tồn cũng chưa chắc có thể làm được nha Hướng mô phỏng đế quân Thân hình di chuyển đối cắn với, với kẻ địch vô hình kia đột nhiên bước chân rối loạn đi đến bên cạnh thi thể chân thân của đế quân y ngã ra bên sau nằm cùng một chỗ với thi thể của đế quân hai mắt nhìn lên trên bầu trời y tinh thông công pháp của đế quân mặc dù chưa từng tiêu điện đến cấp độ thập nhị đạo luân nhưng mà gần như là cũng có thể lấy giả loạn thật đế quân chết ở chỗ này hắn lại bị người khác nhìn ra sơ hở trên công pháp Hứa ứng ngồi dậy, thấp giọng nói Hắn và Nguyên Quân đều chết vì sơ hở trong công pháp thần thông của mình Nguyên thần của Nguyên Quân rất là mạnh Nhưng mà người giết nàng lại nhằm vào nguyên thần của nàng mà ra tay Mục đích chính là lấy mạng của nàng ta Đế quân mạnh nhất ở công pháp Cái kiểu chết của hắn Như là trở nên rối loạn trước công Công kích của đối phương Hơn 400 tôn phân thân mất khống chế Tất cả đều chết ở chỗ này Hứa ứng nhíu mày suy tư Làm như là không nhìn thấy cửu đế ở xung quanh Đột nhiên lớn tiếng nói Đế quân Từng có hơn 400 lần chuyển thế Cái việc này là ai phụ trách Tiên quan đâu Điều tra xem ai phụ trách cái việc chuyển thế của đế quân Tiên quan phụ trách sưu tập thi thể Vội vàng chạy tới Hứa ứng nói hắn là đế quân chuyện lớn như là việc chuyển thế nhất định là phải có người hộ đạo bắt người hộ đạo giao tới đây để hắn thẩm tra đối chiếu hình dạng của những thi thể này xem có đúng là chuyển thế thân của đế quân hay là không tiên quan kia lộ vẻ khó xử nhìn về phía mấy vị đại đế khác hắn nhận ra hứa ứng hứa ứng cũng không phải là cửu thiên đại đế lại hạ lệnh với bọn họ để những người này ở trong cửu thiên đại thần như là bọn họ vô cùng khó xử Dương Long Đế phất phất tay nói Đi làm đi Đợi đã ứng gọi tiên quan kia lại nói Nhất định phải kiểm tra thật là kỹ, thật là rõ ràng Cô có phải là đế quân chỉ có 482 đời chuyển thế hay là không? Cần phải tra thêm rõ ràng nữa Xem hắn có dư ra một hai đời chuyển thế hay là thế thân nào không? Hiểu chưa? Gương mặt của mỗi một đời, mỗi một kiếp cũng phải là đối chiếu rõ ràng với thi thể, không được sai sót. Sau khi điều tra rõ ràng, bẩm báo với chính vị đại đế trước đi, sau đó lại cùng đưa một phần kết quả cho ta. Tiên quan kia vân dạ luôn miệng, sau đó là vội vàng chạy đi. Chính vị đại đế tiên gia đều nhíu mày, một cái lật động tác sai sử những tiên quan này của hứa ứng còn giống đại đế hơn cả những cửu thiên đại đế như bọn họ nữa. Thái vị đế cười nói <cười> hứa ứng ngươi còn không phải là thiên tôn đừng có bày đặt ra làm quan uy gì đó nha hứa ứng khiêm tốn nói vậy thì chưa dám quên tiên định ta cũng lại sợ hung phạm tiếp tục hại người cho nên mới muốn đến điều tra cẩn thận một chút Thái vì đế mặc các trang phục thiếu nữ nghe vậy thì cười nhạo nói <cười> ta cho là ngươi là không đỡ để cho đế quân chết dễ dàng như vậy vẫn còn là muốn tìm hắn báo thù đó chứ khi nào thì tới hạo thiên của ta ngồi một chút đi đã lâu rồi ngươi không có tới đó hứa ứng trong lòng giật mình đột nhiên nghĩ đến lần trước làng thú anh nhắc đến cái chuyện cầu hôn với y có đề cập đến thải vi đế còn nói thải vi đế không được tại vì y đánh không lại nàng ta chẳng lẽ kiếp trước mình thật sự có cái gì đó với thả di đế sao Hứa ứng thầm nghĩ Phụ nguyệt đế đi tới Cái mỹ phụ nhân kia Mặc như là băng xương Lạnh lùng đi hứa ứng một cái Nói Hứa thiên tôn Lần này đúng là làm càng rồi Dám khoe khang trước mặt của Cửu thiên cửu đế Lần sau không thể làm theo lệ này nữa Biết chưa Hứa ứng khơm người Nói Xin cẩn tuân về bảo tin sanh Phương Nguyệt Đế nhỏ giọng nói Hứa ngạc nhiên ngẩng đầu lên Phương Nguyệt Đế cười như là không cười Nhìn y một cái Hứa ứng nghiêm nghị Lấy lại bình tĩnh Nói Người giết đế quân và nguyên quân Không phải là ta Nhưng mà ta cũng hiểu Mọi người có bản lĩnh trùng kích chứ tung cảnh Là bị làm cho không thể không tu luyện thành đại la Trong lòng khó tránh khỏi Có điều oán khí nhưng mà với người đọc báo là không đúng Phù Nguyệt Đế cười Nói Cũng không phải là ta Ta cũng không có hứng thú đối với chứ thôn cảnh Thanh Hòa Đế Nói Ta bị thập với thiên quân đã thương Cho đến nay thương thế vẫn chưa lành Bọn họ Nghe một lời ta một câu Ý đồ phổi sạch quan hệ Đột nhiên cựu ưu đế Nói Bây giờ chúng ta đều ở nơi này Chỉ cần có thêm một vị thiên tôn chết Là có thể rửa sạch hiểm nghi trên người chúng ta Hắn vừa nói ra Thì tám vị đại đế khác đều là im lặng gật đầu Như vậy Cái vị thiên tôn khác đang ở chỗ nào rồi thái vị đế hỏi Dương Long Đế lập tức sai người điều tra Nói Kiểm tra hình tung của di tự Đông Dương và cơ mãn đi không bao lâu sau Tiên quan đến bẩm báo Trí quả nhị thiên tôn Đang đi bình định ma vật Thái tuế thiên tôn Thì về quê thăm người thân rồi Tại bộ thiên tôn thì ở tại bộ Không có đi đâu hết Cơ mãn thì ở bên đại la thiên Đồng duyên thì không rõ tung tích Còn di tự nghe nói là đã mang theo Sư chấn triệu chính đi tới Tán đạo thiên nguyên lịch luyện Đến nay vẫn chưa có gì Khuyết lâm đế cười Nói <cười> như vậy để xem bọn họ là ai chết trước chỉ cần chết một người là có thể rửa sạch hiểm nghi của chúng ta lời này cực kỳ là lạnh lùng vô tình nhưng mà nói ra từ trong miệng của cái vị tiên gia đại đế này thì lại có vẻ đương nhiên như là tính mạng của những thiên tôn kia không phải là tính mạng vậy hứa ứng cảm thấy thất vọng quay người rời đi chạy đến vị ương cung trong lòng thầm nghĩ mẫu thân thần cơ dự toán nói công chuyện cũng có thể tính toán ra được á bên trong vị ưng cung làng tú anh và các đám người thần bà đều đang ngồi đó phát động long thiên hỗn đạo thuật số căn cơ và pháp môn tu luyện của bọn họ đều khác nhau long thiên hỗn đạo thuật số ngộ ra được cũng không giống nhau sau lưng làng tú anh hiện ra từng bản thân sắp xếp, xếp một hàng kéo dài ra sau như là một cái thần long do nàng tạo thành vượt tới thời gian ở trong tương lai mà bầu trời sâu lưng của thần bà thì hiện ra một cái tòa thiên đống bên trong thiên đống có đủ loại phụ phân hình rồng biến hóa diễn biến thuật số hướng đi tới thấy các nàng đang vận công nên cũng không quấy rầy sau một lúc lâu làng thiếu anh và thần bà Điều thu công làng thiếu anh lắc đầu nói tính không ra cái người đã giết chết đế quân là ai Cái người này còn cẩn thận hơn cả ứng nhi Lúc trước phùng sư tỷ Tính ứng nhi Ứng nhi tâm quyết dân chào ngăn cản nàng Ta còn có thể thừa cơ mà vào Tính ra tâm tư của ứng nhi Nhưng mà cái người này không hề tầm thương Ta và phùng sư tỷ yểm hộ cho nhau Công thủ qua lại Nhưng mà vẫn không thể tính tới hắn được Thần bà nói Cái người này Tâm tư thâm trầm còn to gan lớn mật hơn cả tiên chủ nữa. Các nàng cũng nghe tin đế quân Nguyên Quân đã chết, biết cái việc này không thể coi thường, bởi vậy nên mới thử suy tính xem hung thủ là ai. Hứa ứng nhíu mày, với người rời đi, nói Ta đi gặp tại bộ thiên tôn. Y lập tức đi đến tại thiên cung. Tại thiên tôn cung kim bính quy quàng, khắp nơi đều là bảo khố tiên gia từng tòa bảo khố phát ra bảo quang chiếu xuyên qua tầng mây. Ở nơi này đều là tập trung tài phú của tiên giới, ngoại trừ các loại tiên gia bảo vật ra, thì còn có các loại động uyên thừa thải, tiên linh chi khí. Chỉ là lúc này đây tại thiên cung lại vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Hứa ứng tự biết là không ổn, một đường vượt qua, đợi tới khi đi vào trong đại điện. Chỉ thấy tại bộ quản thiên tôn một mình ngồi trên mặt đất, đăng tính sổ sách của thiên đình quản thiên tôn người còn sống hả mấy cái người khác đâu hết rồi hứa ứng kinh ngạc nói quản thiên tôn chậm rãi ngẩng đầu lên nói sau khi ta biết được tin đế quân và nguyên quân đã chết thì đã phái hết tất cả người của tài bộ đi chỉ có ta tỏ chắn ở chỗ này thôi hứa ứng lộ ra vẻ khâm phục nói các hạ lại muốn quyết chiến sinh tử với hung thủ như vậy sao đúng là khiến cho người ta khâm phục á à? quản thiên tôn cười một tiếng nói ha <laughs> người biết bọn ta trưởng quản tiền tài cái thứ bọn ta không quan tâm nhất là cái gì không hả là tiền tài động nguyên cũng là tiền tài không có tác dụng gì lớn đối với ta cái tòa động nguyên tụ quật châu kia Bị ta treo ở trên tiên điện kìa à tới lấy thì cứ lấy đi hứa ứng đi ra khỏi tiên điện ngẩng đầu nhìn lên lắc đầu nói Động uyên tụ vượt châu mất rồi Tại bộ quản thiên tôn ngẩn ra Khen Tại chừng nhanh thiệt Hứa ứng tự biệt hắn Lập tức đi về phía trên Cửu thiên đại la thiên Trong đạo tràng của cửu cung đạo quân Động uyên nguyên châu Lặng lẽ xoay tròn Bên trong động uyên chu thiên tử cơ mãn tu hành không quản ngày đêm tôi vì tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng Lúc ở thế giới nguyên thú Hắn cũng đã tu luyện đến cảnh giới địa tiên Về sau lấy được Thông thánh đan của cửu cung đạo quân Thì sau khi dùng xong Thì đã đi một phần tạp chất cân cơ cũng trở nên hùng hậu Không gì sánh được Tư vi cũng đã tăng mạnh Cửu cung đạo quân lại truyền thụ cho hắn Cửu cung thông thánh huyền công Dựa vào động uyên nguyên châu Tư vi của hắn cũng đã tăng lên từng ngày Bây giờ đã tu thành thiên tiên tốc độ như vậy thiên hạ này thật sự là hiếm có hắn đang tu hành đến thời kỳ mấu chốt thì đột nhiên nghe tiếng quát lớn của liễu như ý vâng lên bên ngoài gian tật to gan tiếp theo khí tức của vạn đạo kim thương bộc phát sau đó là tiếng kiếm ngâm của cửu Hữu tuyệt tiên kiếm truyền đến chú thiên tử giật mình hả có người xem nhập đại la thiên đang dự chiến giới chí bảo diệu cảnh cửu cung đạo quân có chí bảo thành thạo và chí bảo diệu cảnh uy lực của hai thứ này vô cùng kinh người chỉ là lần lượt bị trọng thương uy lực đã kém xa trước đây động uyên nguyên châu đột nhiên phát ra dao động dữ dội âm thanh của liễu như ý càng lúc càng xa có người xem giờ trong đại la thiên muốn cướp đi động uyên nguyên châu sáu chú thiên tử giật mình vừa và vàng thu liễm tất cả khí thức vào sâu bên trong nguyên châu để trốn thầm nghĩ Giảm xông vào đại la thiên đi cướp động nguyên nguyên châu tu vi thực lực của người này tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu hắn vừa nghĩ đến đây chỉ thấy một cổ thần thức sâu thẳm không gì sánh được quét tới thậm chí là xâm nhập hư không bên trong nguyên châu chu thiên tử phát động cửu cung thông thánh huyền công bố trí trận pháp khiến cho mình hòa làm một thể với thiên sơn và đạo khó mà phân biệt rõ được nếu liệu như ý ở đây Chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng Mặc dù thời gian chư thiên tử nhập môn rất ngắn Nhưng mà vậy mà lại vô sự tự thông Tu luyện cửu cung thông thánh huyền công đến mức này Cái lượng thần thức kia đảo qua trên người hắn Phía sau lập tức có thần thức quét tới một lần Cuối cùng thần thức đã thu về <cười> <cười> Tiểu tử, ẩn nấp khá lắm Hứa ứng còn chưa đi đến Đại La Thiên Đã thấy đám người Liễu Như Ý hùng hồn chạy tới Y và vàng hỏi thăm Liễu Như Ý Đặc nhân Đã cấp động uyên Nguyên Châu rồi hả Chu Sư Quỳnh vẫn còn trong đó sao Hứa ứng giật mình Lập tức thúc giục tam thiên quan của mình Thân hình chợt lóe Từ tiên giới biến mất Hắn từ giữa tam thiên quan bay xa Đi tới tổ định Thiên tôn có hai bộ thủy quả Ở trong tổ đình Đang xuất lĩnh tướng sĩ thủy bộ quả bộ chinh phạt chân vũ quan gặp phải thương thiên đế quân chân vũ đế quân bốn cái đại đế quân ngăn cản song phương bày trận đối trội ở đạo khải địa tổ đình cũng không thần phục tiên giới bị gọi là ma vực với vậy thủy quả nhị thiên tôn mới đến đây chinh phạt để kiếm công lộc hướng ứng chạy nhanh như chớp đuổi tới hai bên đang giao chiến vừa tới đã thấy tiến sĩ thủy bộ hỏa bộ đang tháo chạy loạn quân vọt tới Tường tôn tiên nhân đều thất kinh Nhau nhau bỏ chạy hồng giữ mạng Hứa ứng thầm nghĩ là không ổn rồi Chạy ngược dòng loạn quân Đợi cho đến khi đến nơi Đại quân tiên định trú đóng Chỉ thấy trong đại điện tiên cung có vô cùng hỗn độn Hứa ứng đi vào trong tiên điện Nhìn thấy thi thể của Lý Tư Thuyết Và tạ thanh Sang Ánh mắt y rơi vào trên người Lý Tư Thuyết Trong lòng cảm thấy buồn bã Ký ức kiếp trước Lại tới quấy nhiễu ta nữa rồi Phong ấn cũng không phong ấn nổi nữa Hứa ứng kiểm tra thi thể bọn họ Cái cảm giác buồn bã khi nãy Hắn là vì kiếp trước của Y và Lý Tư Tiết Từng có một đoạn tình cảm Nên khó mà ức chế cảm giác buồn bã này Với thường chí mạng của Lý Tư Tuyết và Tạ Thanh Sam Cũng là bị người khác tìm được sơ khảo trên công pháp thần thông Sau đó là một kích trí mạng Hứa ứng ra khỏi thiên điện Đi tới đối diện chân võ quan bái kiến bất cực tứ thánh bất cực tứ thánh cũng thi nhau hoàng lễ hứa ứng nói xin bốn vị đạo quân đi theo ninh thanh công tử chơi giải cố hương của hắn để bảo vệ ninh trọng thiên tôn bất cực tứ thánh đang thấy khó hiểu bây giờ bọn họ đang khai chiến với thiên định tiên định phái thiên tôn tới thảo phạt vì sao hứa ứng còn muốn nhờ bọn họ để bảo vệ một cái vị thiên tôn khác của thiên định chứ ta dạy nghịch phủ không để chờ chung ninh thanh công tử nói với hứa ứng hứa ứng đang lo lắng không yên nên cũng lơ đễnh phất phất tay rời đi bắc cực tứ thánh và ninh thanh công tử cũng lập tức khỏi hành chạy về quê hương của ninh trọng hứa ứng trở về phủ đệ của đế quân cửu thiên cửu đế vẫn đang đứng ở nơi đó không ai động đậy hứa ứng nói tiểu bộ thiên tôn tạ thanh sam Quả bộ thiên tôn Lý Tư Tuyến đã chết rồi Đồng Nguyên cũng biến mất Còn có Đồng Nguyên của Nguyên Châu Đồng Nguyên tù quật Châu Cũng đã biến mất rồi Chính vì đại đế nghe vậy Đều thở phào một tiếng Mỉm cười như là chút được gánh nặng Đột nhiên có tiên quan đến báo Nói Khỏi bẩm các vị bệ hạ Đã điều tra rõ đế quân Chuyển thế 482 lần Dùng 482 họ nghiệm chứng chân thân không có gì sai lầm hứa ứng buồn bực vô cùng chính vị đại đế lần lượt đứng dậy dư lòng đế nói bây giờ chỉ còn có trường châu của đông dương sinh châu của thái tuế thiên tôn và doanh châu của hứa ứng chúng ta chia ra làm hai nhóm một nhóm tìm kiếm tung tích của đông dương còn một nhóm thì đi bảo vệ ninh trọng chính vị đại đế rời đi Hứa ứng đi đến bên cạnh thi thể của đế quân Không có cam lòng Nói Ta cảm thấy ngươi sẽ không chết như vậy Ta phấn đấu suốt bao nhiêu năm qua Mục tiêu và mục đích của ta chỉ có một Đó chính là đánh bại ngươi Báo thù cho bản thân mình Nhưng mà sao ngươi lại chết như vậy chứ Đột nhiên Y nghĩ tới cái gì đó Đứng thẳng người dậy Vung tay áo một cái Thu hồi thi thể của đế quân Dưới chân nhấn một cái Chìm vào cõi âm Y vợ vàng đi vào trong chỗ luân hồi Gặp luân hồi nữ đế Nói Đạo quân Có thể giúp ta điều tra thử xem Người này có phải là đời thứ nhất hay là không hả Luân hồi nữ đế thấy rõ gương mặt của đế quân Thì thầm giật mình Vươn tay ra Đưa thi thể của đế quân vào trong vầng sáng luân hồi Xem xét kiếp trước kiếp này của đế quân Sau một lúc lâu Luân hồi nữ đế câu mày Nói Hứa không tử Tiêu Di cao hơn ta quá nhiều Chỉ dựa vào ta thì không thể làm được Cần phải có thêm vài người nữa giúp đỡ Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu Lại qua hai ngày Đông Nhạc Đại Đế Bắc Âm Đại Đế Và Thương Ngô Đại Đế chạy tới nơi đây Tiếp theo đến cả Thập Điện Diêm La Cũng lần lượt tìm đến Lại qua một lát Mạnh bà cũng đã vội vàng chạy tới Lương hội nữ đế nghiêm nghị Nói Các vị đạo hữu ta gặp một chút khó khăn xin các vị đạo hữu giúp ta một tay chúng thần ta ngồi chung quanh luân hồi nữ đế hợp lực phát động vận sáng luân hồi chỉ thấy lưng hồi hoàng khổng lồ bắt đầu vận chuyển thi thể của đế quân dần dần chìm sâu vào bên trong lưng hồi đã kết thúc bộ truyện oh, đã kết thúc tập chuyện 171 trăm à, cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi nếu mà thấy hay hãy cho góc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 172 của bộ chuyện trạch nhập phi thân của tác giả Trạch Chư nhé.